Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải đâu ơi. Ngày hôm qua ở cái bát đốt lửa bát 1 đầu tiên đó nè, thì Khải nhận được một cái chùy khấn lôi 29. Thì ngày hôm nay Khải bán với giá 5 kim nè mày. Chung là bù mấy ngày nay, bù mấy ngày nay thả lửa nè mày. Đó, ok, dứt, quá đẹp. Rồi, tiếp tục tối nay sẽ làm một cái bát tiếp theo, đó là bát thứ hai thả đốt lửa hàng đêm cho anh em xem. Ở video này thì anh em đang xem đừng quên ủng hộ Khải, một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Khải sẽ đốt lửa bó đồ cho anh em xem. Đây là những món đồ hôm qua bói thừa ra nè mày. Đây này. Thừa này. Rồi cái này đi chăn vải nó rớt nè. Cái này là mới chăn vải rớt không nè. Đó. Đây thừa này, hôm qua thừa nè. Đây. Nhớ có một đôi giày kháng hỏa 17, tóc 37 này cho anh em đọc mang nè. Sinh lực cũng khá ok. Bây giờ Khải lên và mua máu các kiểu nghiệp đốt cho anh em xem. Máu. Đây anh em, lửa chuẩn bị sẵn nè. Ủa tưởng các kiểu hết rồi. Mùi lên dứt nè. 40 mùi lửa được, hãy cho cái này lên cái giao dịch qua. Một lần thả 8 đống nè, một lần thả 8 đống nè. Ra bờ tơ ạ. Ra bờ tơ ạ. Giao dịch nè. Giao dịch nè. Đang dính rồi, xuống này giao dịch. Xem có con boss không nhỉ nè. Giờ đi chơi tới rồi. Cho nó chơi tới rồi. Sao hơn rồi, sao Hùng ơi. Anh mua lửa chưa? Mua rồi. Mua hết từ cả luôn hay là mua từng ạt? Mua từng ạt sẵn sàng rồi, chi vậy? Tập phòng nó mở nhầm bây giờ nó không. Rồi ok anh ơi, cái mẻ đầu tiên anh ơi. 8 boss đầu tiên. Ra bờ, ra khơi coi, xích bánh 16 anh ơi. Ra, đó, úi xời. Mấy con đầu tiên mà thấy hấp dẫn anh ơi, lụm tiền. Chắc hai con boss anh ơi, chắc trong tâm này hai con boss. Rồi, boss cho anh em xem. Follow vào, boss cho anh em xem nha. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại, like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Đá một Khải không bán đâu, Đình Dũng Đình này. Vui này. Không biết con hỏi gì luôn đó mà. Wow, có hỏi nha, có bớt hỏi nha. Trời ơi, gì vậy? Sao kháng lôi 12? Trời ơi. Ui, được qua tây nè, ngon. Được, đâu cái này kháng lôi 22 là tiền về nữa nè. 12 cũng tương đối à. Qua tây 27, được, có tiền. Ui, đài hỏi. Trời ơi, đâu hả? Trời ơi. Ok, được 2 món nè mày. Được, rồi. Cái mẹ mới nè mày, mẹ mới bao tay này cũng được bèo lắm, cũng được 3 cho đến 5 kim. Quá đẹp. Đã lưng này chắc được 500 xu. Bèo lắm được 500 xu nè mày, sinh lực nỗ lực thắng lo, còn thâu để cho nghe mùi mà. Rồi, tiếp tục mẹ tiếp theo nè mày, đợt hai lấy con giỏ đang có thả ha. Đem đợi trong giờ lá. Hôm nay đến giỏ đang thả nha nè em. Được ạ, ổn định nè. Đang thả nè. Vậy? Ôi, nãy chưa ra bờ tơ thôi xong tôi rồi. À, ở nhớ ra bờ tơ rồi mà ta. Thôi xong, chết tôi rồi được không? Thôi xong lượm ơi, chết tôi rồi. Rồi, ok. Bị bắt ra nè em ơi. 5 giây. À, biết con này ra gì không nè. Nịt anh ơi. Anh nịt. Anh có nhận được món gì không chứ em là... Một con thủy. Trời ơi. Cái đám con này của mình. Đúng một con thủy nè mày. Em được đôi giày 8 đóng được con thủy. Dĩ Minh ơi. Dĩ Minh. Nghe anh ơi. Nên chuẩn bị thả cho mình mấy đóng lửa ơi. Hạ. Hà thằng bác thằng lên mắt xuống thằng anh mắt đóng lửa. Em cầm cái đóng củi khô á, 8 đóng củi khô trong người là được, nên thả cho bạn á. Bói nè. Giờ hết hạn quá trời. Cái hạt này còn có 2 đóng mà để. Ôi. Nhiều đóng lên. Đúng rồi, lát hạt còn trên 8 đóng á. Rác. Rồi, rác nha, mẹ tiếp theo rác. Áo này không phục hồi, chịu chết luôn. Được không? Không có quánh hồng anh. Không, em chỉ việc làm giống anh. Em chỉ cần bỏ cái đống lửa vào phía 1. Em nhấn
một như anh Evan đó, xong đầu là đưa vô khác là xong, làm giùm anh khoảng 5 mặt rồi móc nha. Vào đợi anh tí, tiếp tục mẻ thứ tư này mày, vui hàng này, một mẻ là 55, mẻ 58 vui này, 50 giây đánh trước luôn này mày, không cần biết bất hợp gì luôn, cứ ra là chết là được. Vui hàng 15 giây nữa. Ui, cứ đi theo chi, chết rồi. Xe đi theo chi. Chết tôi. Xe đi theo chi quá. Báo. Tự nhiên xe đi theo mất hồn rồi mà. Rồi, ra bot rồi. Bot đâu? Thôi xong, tôi này ton luôn. Không có bot luôn. Không xong. Rồi, tôi thứ hai cũng xà phòng không có bot luôn nha. Vãi đã, không có bot luôn. Trời. Rồi, tuần thứ hai xà phòng ra đảo nha, không có gì nha. Bot mất nha, không có con bot luôn. Tuần này không có bot luôn nè mày. Mất. Không biết tám đống lửa mà không. Không có con bot nào. À đó có rồi. Ok. Phút năm có bot họ. Tưởng mít chứ. Đúng. Ok. Rồi. Một tuần nữa là phút 58 nha mày. Phút 58 là tuần của Khải này. 58 25. Còn tuôn xà phòng nữa với bói nè. Rồi, với bói thì được gì vậy? Khui nè mày, bói này bói thỏ nè mày. Trời ơi, một dòng. Ôi, cái gì 530, không có gì hết. Đó, rồi xà phòng ra khơi nha em, không có gì nha. Mỗi viên 530 thôi, không có gì hết. Rồi, đến phút 58. Phút 58, 25 nha em ơi. Mình ơi. Rồi tiếp tục nè mày. 20 giây này bot ra nè. Tụi này của mình về bờ nè. 23 giây này bot ra nè. Chưa được gì hết á. Đóng này đóng thứ tư rồi. Anh tắm đóng đầu, xà phòng 2 đóng tiếp theo là 3 rồi. Khải tống này là 4 đóng nè. 4 đóng là được 32 đóng lửa rồi. Vui nè mày. Ui dồi. Cái gì vậy? Đúng một cái đôi giày vãi cả trướng. Hơi ton. Đúng một đôi giày em ơi. Chết tôi. Lên thả tiếp đi mình ơi. Đang nhờ thằng em nó thả cho mình em ơi. Trời đúng một đôi giày em ơi chán. Thả hai ai cũng lên. Trời chán. Rồi đừng sát quá em. Đừng sát quá. Đứng ngồi gốc cây này tí nè. Ngồi gốc cây này tí nè. Rồi thả đi. Thả. Thấy giờ thấy được chưa? Rồi được rồi thả đi. Ok. Rồi phút 1:04 gặp lại, 1:04 gặp lại. Rồi ok em ơi, về chỗ cũ xong xuôi đâu đó lên về chỗ cũ thả mình tám đóng nữa, lấy cái khác lên thả mình tám đóng nữa. Rồi đợi nhiều em ơi, 1:04 gặp lại, 5 phút sau nó mới ra bot nè. Rồi chuẩn bị đợi hai mẹ tiếp theo nè mày, mẹ tiếp theo đó là phút thứ tư 1:04 này và một cái là phút 6:40. Hai tuần liên tiếp nha em ơi, trong vòng 2 phút hơn nha. 10 giây này. Ra đồ rồi, gỡ gạt rồi. 5 giây này. Ra ba con bot vú lại rồi. Bot ra. Đó, trời cái gì có một bot vậy? Trời chán, tám đóng đúng một bot em ơi. Chết rồi. Đuối dữ vậy. Quá vãi chưởng. Mấy hôm 8 đóng là rất đồ quá trời này, 8 đóng đúng 1 bot vãi đạn. Đợi một xíu nữa, 1 phút thứ 6 cũng tiếp đóng này nữa nè mày. Xong bói luôn. 20 giây nè mày, chuẩn bị tinh thần nè. 20 giây nè. Lùm lúa hay là ra đảo đây. Lùm lúa hay là đảo đây. 13 giây, 12 giây. Bot nhiều một xíu mới có đồ nè mày. Ồ, 8 giây nè. Đốt lửa cháy tiết sơn luôn nè mày. Bot ra nè. Một ngọc bòi này, một vũ khí này, hai con boss này mày. Hai đống lửa. Ui tính ra bữa thả cái quá trời boss luôn này, fit boss này, boss ít giờ mát đâu. Rồi, hai cây vũ khí, ba cây vũ khí. Ui. Ui. Đụng vô bờ không này. Trời, nón chán. Trời. Chán nón mọc, hai cái nón như cái quần luôn. Trời ơi, mày bắn một. Không lâu 20 mày bắn một. Không được. Chà.
Nam hay nữ anh? Nam đủ chất thiệt. Hay này. Mà trừ 2 à, trừ 2 chó là được nhỉ. Kháng lôi 19 dòng 1 ngon, đẹp luôn. Hàng được nè, hàng này đẹp nè. Chút ra. Kháng lôi 18 nữa này, 2 cây vũ khí nè. Họ sao chỗ rác hết em ơi. À rác vãi. Rồi đợi tới mình qua lái thả tam đống này em ơi. Tuần cuối phút 15 năm giây em ơi. Tổng thể là thả khải 5 mạc là 40 đống, nhưng sao phòng 16 nữa là 56 đống em ơi, 56 đống lửa. Mà chưa có cái gì đó gọi là bán có tiền á. Toàn hàng tầm trung không à. 200-300 xu. Nếu mà không ra gì là lỗ. Nếu không ra gì gọi là lỗ. Được cái bao tay gỡ tiền lửa. À có bao tay đúng rồi, có bao tay gỡ được tiền lửa. Tay ngọc bội nói chung là được 2 món cũng được tương đối thôi. Để mai ra bán. Nói chung là gỡ được tiền lửa rồi. Bây giờ kiếm tiền lời. Đúng rồi, kiếm tiền lời thôi, bán được tiền lời là đẹp. Hôm qua thì lời được cái cây vũ khí bắn được 5 kim nè. Thắng lôi 29 nè, bắn được 5 kim nè, đó. Hôm nay thì được thêm cái ngọc bội này. Dưới cái bao tay, hai món này khá là đẹp. Á, à, ngọc bội này 30 là tiền nhờ. 20, tính ra 20, nửa giá. Cái ngọc bội này 30 thì lại lụm nữa. Còn 30 lại lúc 30 kiếm. Ừ. Rồi gặp phát cuối nè. 10 giây nữa nè. Đang bót dụng cái kiếm gỡ kèo rồi. 5 giây nè. Đó. Ui, lúc này 5 con bót. What the hell. À, này 4 bót em ơi. Ngon. Mọc kim có hết. Ui mà rau ít đồ vậy. Ôi trời, không có bị ít đồ đâu, mà là đồ con nọ nhẹ và đồ con kia. Không có vũ khí nữa mày. Rồi, hết đồ rồi nè mày, còn được gì à? Tối nay ra khơi nữa không nè. Ui. Chù, ra. Chù, ra. Trời, ra. Trời ơi, má là lừng trả cái gì hết. Cho năm độc mang nè, năm độc đang cầm được. 720. Chù, ra. Rồi, rác lên rồi. Chung là bắt này ra khơi gần 50 lửa, tương đương khoảng tầm kim hơn, kim 2. Là được bao tây này với cái ngọc bòi này cũng lời nè, không lỗ nè mà. Lời, nếu bán cái ngọc bòi này kim rưỡi đến 2 kim thì có thể là gọi là lời, bao tây này, lời được bao tây. Chung là bắt này lời á, không lỗ nha nè. Cái này lời nha. Nhưng mà anh em thấy cái bói này vui không? Hay đừng quên đó là một like chia sẻ hồi chơi nha. Quá lời á, không lỗ đâu. Dịch qua trong năm độc đang lưng kháng quan dòng 1 à. Nó đang cần đang lưng kháng quan dòng 1. Rồi. Toàn siêu phẩm đâu anh em, nhiêu đó được rồi. Ok anh em ơi, anh em theo dõi video đừng quên đó là cho bắt đốt lửa lần 2 này. Một khái một like xem hộ chơi nha. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha.